Ngày hôm nay ta cùng hợp hân nơi đây. Vâng ạ, lời đầu tiên Văn Hùng Dương xin thay mặt cho ban quản trị câu lạc bộ Trung tâm Giọng ca Nam Việt. Hôm nay nhận được lời mời của chủ tịch Đặng Xá cùng ban quản trị câu lạc bộ Tình yêu âm nhạc Bắc Linh tổ chức sự kiện sinh nhật lần thứ hai. Nhã ý mời đến ban quản trị chúng em gồm có chúng em là chủ tịch trưởng đoàn câu lạc bộ Trung tâm Giọng ca Nam Việt, anh trai phó chủ tịch Đức Truyền, em trai phó chủ tịch anh Dương Nam, em phó chủ tịch của Hoa Ly, thành viên Dương Bẫn và anh thành viên Đức Nghị cùng lên có một lãng hoa tươi thắm để tặng câu lạc bộ Tình yêu âm nhạc Bắc Linh. Hôm nay có một buổi tổ chức một sự kiện sinh nhật lần thứ hai công kỷ giữa và chúc toàn thể các quý vị anh chị và các bạn có mặt tại hội trường hôm nay luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, em cũng xin thay mặt câu lạc bộ Tình yêu âm nhạc Bắc Linh cũng xin chân thành cảm ơn anh chủ tịch Hồ Văn Dương câu lạc bộ Trung tâm Giọng ca Ba Miền đã tới dự buổi sinh nhật lần thứ hai của câu lạc bộ Tình yêu âm nhạc Bắc Linh hôm nay. Em rất xin chân thành cảm ơn các anh chị đã tới dự buổi sinh nhật và xin chúc cho hai câu lạc bộ chúng ta ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Vâng.